chào tất cả quý vị, tôi là Minh Xù và ngày hôm nay Minh Xù rất là vui và hạnh phúc khi được quay trở lại gặp lại quý vị trong Chuyện của Tuyết. Và đây chính là series âm nhạc đầy tâm huyết của ca sĩ Minh Tuyết mà Minh Xù tin là quý vị theo dõi tập 1 vừa qua thì cũng cảm thấy vô cùng ấn tượng, đúng không ạ? Và nhân đây chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến với các đơn vị đồng hành cùng với chương trình Chuyện của Tuyết. Và ngày hôm nay quý vị thân mến, hứa với quý vị luôn là sẽ rất nhiều bài hát mới được phối lại, rất là nhiều những ý tưởng sáng tạo độc đáo và nhân vật thổi hồn và cho tập 2 này thật là tuyệt vời và đầy tình cảm như thế. Xin được giới thiệu ca sĩ Minh Tuyết. Yeah. Minh Tuyết xin gửi lời chào đến cho tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Chuyện của Tuyết phần 2. Cho phép Minh Tuyết gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cho tất cả các fans đã thả tim nè và góp ý cho Minh Tuyết cũng như ekip vào phần 1 của Chuyện của Tuyết. Bởi vì thế cho nên ngày hôm nay ekip và Minh Tuyết đã cố gắng hết sức để mà đem đến nhiều điều mới mẻ hơn, hay hơn về cả phần nghe lẫn phần nhìn cho tập 2 Chuyện của Tuyết ngày hôm nay. Em thấy khởi động cho cái show được gặp lại mọi người, em thấy chị vui dữ lắm đúng không? Và em đồng tình với chị luôn là lần này ekip làm em choáng ngợp quá. Bởi vì cái không gian quý vị thấy là chúng tôi đang ngồi ở một cái nơi nó rất là đặc biệt, quý vị đang ngồi nói chuyện với nhau nghe nó hơi vang vang như thế, bởi vì chúng tôi đang ngồi dưới lòng đại dương và có cá, dạ cá mập nha quý vị, dạ cá mập nha, tuy là nó không mập thôi nhưng tên của nó là cá mập, dạ là đang bơi xung quanh tạo ra một cái không gian rất là ấn tượng và đặc biệt. Và đây chính là một cái nơi mà khách du lịch chị Tuyết khi đến với Nha Trang thì cũng sẽ đến với địa điểm này để tham quan. Đó chính là Viện Hải Dương Học đó. Viện Hải Dương Học. Dạ, ca sĩ Minh Tuyết ngày hôm nay sẽ có rất nhiều hình ảnh đẹp cho quý vị, đúng không ạ? Đẹp ở trong âm nhạc và cả trong cảm xúc của mình nữa. Và ngay bây giờ xin mời quý vị bước vào không gian của Chuyện của Tuyết tập 2 ngày hôm nay. Xin mời. Cho nhau hai trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau yêu lại từ đầu. Vì thân mến, đó là Yêu Lại Từ Đầu, một sáng tác của Khắc Việt mà mình tin là cái chất liệu âm nhạc tuy là yêu lại từ đầu rất là nghe rất là vui tươi, rất là dễ thương. Nhưng mà chị Tuyết ơi, mà tại sao lại là Yêu Lại Từ Đầu ta? Bắt đầu cái phần 2 của Chuyện của Tuyết là bởi vì nó có rất nhiều cái ý nghĩa. Thứ nhất là ý nghĩa về trong tình yêu, thì nhất là những tình yêu lâu năm, long term, những cái cuộc tình dài lâu năm. Thì thường thường đôi lúc vì cuộc sống chúng ta vô tình đánh rơi lẫn nhau, lơ đãng đối phương và vô tình lại đánh rơi nó và nhàm chán nó. Cho nên đôi lúc chúng ta phải nên hâm nóng và hãy tập để yêu lại từ đầu, để hâm nóng lại mối tình đó. Bởi vì đâu đó cái tình yêu đó nó vẫn nằm ở đó, nhưng mà vì chúng ta không hâm nóng cái giây phút yêu lại ngay từ đầu của mình, nên mình vội vàng đánh rơi nó mất. Em thấy rất ý nghĩa luôn á. Thật sự phải nói là cái sự lựa chọn của mỗi người nó khác nhau chị ha, mà đặc biệt hơn hết là mỗi giai đoạn này nó sẽ có nhiều cái sự lựa chọn mới nữa. Thì cho nên là ngày hôm nay ca sĩ Minh Tuyết đã chia sẻ cái tình cảm, cái tấm lòng của mình như thế rồi, thì Minh Xù hy vọng rằng là những người bạn mới, những người bạn trẻ mới mà nếu như chúng ta lựa chọn âm nhạc Việt Nam để nghe thì biết đâu sẽ học cái cách để yêu Minh Tuyết từ đầu. Đúng không? Đúng không? Yêu thêm một lần nữa cũng được. Hãy yêu Minh Tuyết thêm một lần nữa. Hãy yêu Minh Tuyết, bắt đầu tập yêu Minh Tuyết lại từ đầu. Quá là đáng yêu. Và đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mà ca sĩ Minh Tuyết đã kể cho quý vị nghe bằng âm nhạc của mình. Vậy thì tiếp nối đi ạ. Một ca khúc nữa đi, chị sẽ gửi tặng đến một người bài hát gì? Vâng, và để tiếp nối thì cho phép Minh Tuyết gửi đến quý vị một nhạc phẩm mới được mang tên Tình Khúc Muộn Màng. Giấc mộng rơi xa theo áng mây cuối trời, bỏ lại tôi một mình. Rồi trong từng đêm mưa, cơn mưa giá lạnh, tôi đang mong ai, đợi ai. Vì một người vội quên, quên biết bao ước hẹn, từng lời yêu muộn màng. Giờ đây tình nhạt phai, bao cơn mơ hết rồi, anh mang yêu thương này về đâu? Lời anh hứa bên nhau mãi không xa rời, nay bước chân chỉ còn mình em lẻ loi. Vì sao anh quên đi biết bao nhiêu lời hẹn thề, mình em thương nhớ trong niềm đau. Ngày hôm qua yêu thương vẫn như đông đầy, nay vỡ tan còn lại đây bao vết thương. Giờ đây anh chắc đã đang hạnh phúc nơi phương trời, nỗi đau muộn màng. giờ đây tình nhạt phai, bao cân mà hết rồi, anh mang yêu thương này về đâu? Lời anh hứa bên nhau mãi không xa rời, nay bước chân chỉ còn mình em lẻ loi. Vì sao anh quên đi biết bao nhiêu lời hẹn thề, mình em thương nhớ trong niềm đau. Ngày hôm qua yêu thương vẫn như đông đầy, nay vỡ tan còn lại đây bao vết thương. Giờ đây anh chắc đã đem hạnh phúc nơi phương trời, biết chăng nỗi đau muôn. Ngồi với chị Tuyết gần như thế thì em lại càng thắc mắc nhiều thứ trong tình yêu lắm. Bản thân em nghĩ là một cô gái mà Minh Xù tin là quý vị nhìn thấy bề ngoài là rất là nhiều những cái nội lực ở trong âm nhạc của mình rồi. Nhưng bên cạnh đó em thấy là chị cũng rất là mạnh mẽ. Rất là mạnh mẽ và kiên cường. Bên cạnh cái việc làm việc với chị là em biết là chị rất là khó tính, cầu toàn, mong muốn là tạo ra được những cái gì đó nó tốt nhất cho mình và cho khán giả của mình. Nhưng trong tình yêu thì chị có như thế hay không? Chị là một cô gái mạnh mẽ trong tình yêu hay là một cô gái yếu đuối trong tình yêu? Trong tình yêu thì lại không, chị không có cầu toàn quá. Chị nghĩ rằng là ai cũng sẽ có những cái khuyết điểm riêng của mình, và nhất là con người nữa. Mình cũng không phải hoàn hảo, thì mình đừng đòi hỏi người đối diện của mình phải hoàn hảo. Và có một cái bài hát nào mà nó cũng thể hiện cái sự mạnh mẽ tương tự đối với một cô gái trong tình yêu đó không? Nhất là các bạn trẻ bây giờ. Để nói tới bài hát này thì chị nói với các bạn trẻ bây giờ, các bạn trẻ bây giờ cũng khá là mạnh mẽ so với phụ nữ ngày xưa. Cái thời của chị thì cũng vẫn còn rất là yếu đuối, là bởi vì các bạn trẻ bây giờ tự lập nhiều hơn. Đồng ý. Cho nên các bạn nắm bắt cuộc sống của mình hoặc là cuộc đời của mình nhiều hơn, cho nên các bạn tự lập hơn trong kể cả về sự nghiệp, cuộc sống lẫn cả về tình yêu. Thì đây là một cái bài hát mà thực sự là không phải là một bài hát mới. Bài hát này chị đã từng hát cho một cái chương trình giao lưu với một ca sĩ trẻ, đó là nam ca sĩ Tăng Phúc, giao lưu bản hit ấy. Thì chị hát cái bài hát này của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy được mang tên là Sau Này Nếu Có Yêu Ai. Tức là sau này nếu anh có yêu ai thì anh nên nhớ, tuy rằng chúng ta chia tay nhưng mà tôi không đau khổ. Tôi chấp nhận sự chia tay, nhưng mà anh phải suy nghĩ thật kỹ. Sau khi anh chia tay với tôi thì anh kiếm một người mới. Anh nên nhớ rằng chưa chắc người ta yêu anh như tôi yêu anh. Và chưa chắc rằng người ta yêu anh một cách ngu ngốc, điên cuồng như tôi đã từng yêu anh. Và sau cái cuộc yêu đó tôi sẽ học và sẽ học tiếp để những mối tình kế tiếp của tôi sẽ tốt hơn và tôi sẽ không ngu ngốc nữa. Và đó là một cái cách yêu khá là mạnh mẽ của giới trẻ bây giờ. Vâng, và chính vì thế chị đã lấy cái bài hát này sau cái chương trình đó mà khán giả cũng như fan rất là yêu thích, đem vào Chuyện của Tuyết. Làm nó mới lại và kể nó bằng một cảm xúc mới. Chị kể em nghe nãy giờ toàn là từ bên trong tấm lòng của mình ra thôi đó, thì em cảm thấy rất là nôn nóng xem thử xem là với một cái bạn phối mới ngày hôm nay trong Chuyện của Tuyết với Sau Này Nếu Có Ai sẽ như thế nào. Xin mời tất cả quý vị cùng đến với tác phẩm của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Nguyên, Sau Này Nếu Có Yêu Ai. Sau này anh có yêu người mới, xin đừng mang gian dối. Người ta không ngốc như là em ngốc, như là em thật lòng. Sau này anh sẽ biết mùa đông không lạnh như câu nói. Dù anh rất tốt nhưng thật đáng tiếc Em không cần anh. Chuyện tình cảm kết thúc thế đây, có cố gắng đến mãi, đến cuối vẫn cứ đắng cay. Anh bên ai hôm nay, ai cho anh mê say, yêu thương trong bao lâu đây. Chuyện tình cảm tiếp nối thế đây, lúc vọng nghe mới thấy, ai cũng có thể thế thay. Học như và học mãi, tình yêu của người không yêu mình. Sau này ta cũng sẽ lại yêu, nhưng mình không yêu nhau. Một tình yêu mãi, một người yêu mãi mà bóng hình nhau. Sau này anh sẽ biết rằng đâu, đâu cần rơi nước mắt, đâu cần gào khóc, đâu cần trách móc. Yêu lặng là đau. Chuyện tình cảm tiếp nối thế đây, có cố gắng đến mãi, đến cuối vẫn cứ đắng cay. Ai cho anh hôm nay, ai cho anh mê say, yêu thương trong bao lâu đây. Chuyện tình cảm tiếp nối thế đây, lúc vắng nghe mới thấy, ai cũng có thể thế thay. Học nữa và học mãi, tình yêu của người không yêu mình. Chuyện tình cảm kết thúc thế đây, có cố gắng đến mãi, đến cuối phân cứ đắng cay. Anh bên ai hôm nay, ai cho anh mê say, yêu thương trong bao lâu đây. Chuyện tình cảm tiếp nối thế đây, lúc vấp ngã mới thấy, ai cũng có thể thế thay. Học nữa và học mãi, tình yêu của người không yêu mình. Học nữa và học mãi, tình yêu của người không yêu mình. Học nữa và học mãi, tình yêu của người không yêu mình. Yes. Wow. Đúng thiệt là bên ngoài về mặt kiến thức thì chúng ta phải học nữa, học mãi, học mỗi ngày, học trong cuộc sống, học từ những người xung quanh. Tình yêu cũng nhưng thế, mà tình yêu cũng vậy chị hả? Tình yêu cũng vậy. Yeah. Thế. Ừ. Chúng ta phải học ở cách yêu của nhau. Yêu kiểu của nhau đúng, bởi yeah. vì hai người là hai thế giới. Cho nên là mình hy vọng rằng là hôm nay âm nhạc của Minh Tuyết là tâm tình, là kể chuyện, là lắng nghe tiếng lòng của mọi người. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng cầu chúc cho mọi người sẽ được hạnh phúc chứ đúng không chị hả? Giống như câu chuyện tình yêu của chị hiện tại đang rất là truyền cảm hứng cho tụi em. Lúc nào chúng mình cũng phải nghĩ đến những hướng đến những cái điều tốt đẹp nhất. Dạ. Yeah. Chị nghĩ là thế. Ừ. Even mình có thất bại trong một cuộc tình này thì mình vẫn luôn luôn nghĩ rằng sẽ có một người khác đóng cánh cửa này sẽ mở một cánh cửa khác và người đó đang đứng đó chờ mình. Trời ơi đẹp quá. Chị cuối đường có một cánh cửa. Ai sẽ chờ chúng tôi ở phía dưới. Dạ. Và hồi nãy giờ nói về tình yêu của chị Minh Tuyết. Dạ. Thì cái đó là một cái góc mà dường như hôm nay mới được kể ở trong cái show này, trong cái series Chuyện của Tuyết. Vậy thì em thấy là dạo gần này chị cũng tham gia rất là nhiều những cái vị trí khác nhau nữa, không chỉ là hát đâu, mà chắc là mọi người theo dõi trên mạng xã hội cũng như là hành trình hoạt động nghệ thuật của ca sĩ Minh Tuyết thì thấy là chị Tuyết cũng làm ban giám khảo những cuộc thi hóa thân nữa. Trời ơi, em thấy rất là thú vị luôn. Thì em nghĩ là các bạn hiện tại là những các bạn rất trẻ, đầy tài năng và các bạn cũng muốn hiểu nhiều hơn về Minh Tuyết để làm sao mà có thể là hóa thân một cách xuất sắc nhất thành Minh Tuyết. Vậy thì ngày hôm nay nếu như để chị tự nói ra với khán giả của mình, có những cái yếu tố nào sẽ cấu thành một ca sĩ Minh Tuyết giống như hiện tại chị đang ngồi đây? Chị nghĩ như thế này, tất cả những gì em làm trong nghệ thuật hay trong cuộc sống, làm tất cả mọi thứ đến từ trái tim của mình, chân thành ấy, thì mình sẽ đạt được. Chị nghĩ là như thế. Với chị nghĩ là như thế. Bởi vì chị cũng không biết làm sao, nhưng mà chị nghĩ với chị là chị nghĩ chị luôn luôn thích cái từ chân thành và vị tha. Bởi vì mình chân thành với người đó even là lúc đó người ta sẽ không có nhận ra được điều đó. Yeah. Nhưng về lâu về dài chị ha. Nhưng về lâu về dài người ta sẽ đi gặp rất nhiều thứ và rồi người ta nói tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như thế? Wow. Vì cô ấy đã chân thành với tôi. Thì người ta sẽ hiểu được mình. Yeah. Và không chừng người ta sẽ quay ngược trở lại với mình. Và không thể thiếu mình được. Và không thể thiếu mình được. Kể cả về âm nhạc cũng vậy. Mình hát bằng trái tim của mình. Và với tất cả cái sự chân thành thì mình đem đến tất cả những cái sự mà tuyệt vời nhất trong âm nhạc của người nhạc sĩ, muốn đặt để vào trong đó, truyền tải đến cho người nghe. Em hỏi chị câu hỏi như thế là để chị tự nhìn lại bản thân mình một lần nữa, cũng như là tự chia sẻ ra Minh Tuyết là ai trong lòng tất cả quý vị khán giả ngay thời điểm hiện tại này. Và em tin là khán giả cũng đã hiểu được một phần nào đó rồi. Cho nên là quý vị thân mến, gặp ca sĩ Minh Tuyết hát ở show nào thì cái lửa của quý vị sẽ làm cho ca sĩ Minh Tuyết máu hơn. Yeah, đúng không? Cái sự yêu thương ủng hộ của quý vị sẽ làm cho ca sĩ Minh Tuyết sẽ hát nhiều bài hơn và có thêm sự thăng hơn trong âm nhạc. Dạ. Yeah. Và đó là lý do mà có cái series này, Chuyện của Tuyết. Yeah. Mình luôn nói mình vẫn thích cái câu từ khóa chân thành. Cũng ví dụ như là Minh Tuyết rất là thích những ai đến góp ý cho mình, comment cho mình. Yeah. Nhưng mà những cái lời góp ý cũng phải thật sự chân thành. Đồng ý. Hay quá. Chị đã giải tỏa được cho bọn em. Trong xã hội hiện nay thì thời đại 4.0, mạng xã hội digital là một cái thứ kết nối và được thể hiện quan điểm của mình rất là mạnh mẽ. Đúng. Cho nên là ngày hôm nay với cái sự chia sẻ này thì em tin là mọi người cũng sẽ hiểu chúng ta chia sẻ cái cảm xúc của mình như thế nào trên mạng xã hội cũng phải từ cái sự chân thành mà ra, và thấu cảm để chúng ta có thể làm góp ý lẫn nhau. Bạn có quyền có chính kiến, nhưng mà nếu bạn có chính kiến và bạn góp ý, bạn góp ý chân thành. Dạ vâng. Và với sự chân thành này thì chúng ta nên hát tiếp một bài nữa. Yes. Và bài hát này thì em sẽ để cho chị tự lựa chọn. Nối tiếp là một bài hát mà Minh Tuyết rất là thích từ rất lâu rồi. Và rất thích dòng nhạc của anh, đó là nhạc sĩ Đức Trí. Yeah. Yeah. Thích dòng nhạc của anh Đức Trí lắm, và ngày hôm nay được cơ hội xin phát được thì anh Đức Trí thì Minh Tuyết muốn gửi đến cho tất cả quý vị các thính giả bài hát được mang tên là Mong Manh Tình Về. Dịu dàng thoáng qua khi anh lang thang bên em, đường chiều nắng xa, nghe trong tim anh còn bao lời cảm ơn, lời xin lỗi. Run run đôi vai em đỡ ngày nào bước đi, tình yêu em trao cho anh mất đi sao đành, nghe bao yêu thương lâu nay dặn lòng cố quên, dựa lại thiết tha. Lóng lanh sương rơi trong đêm một màu mắt nâu, ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Anh mơ thấy trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách. Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy, cho anh yêu em hơn xưa ngày buồn đã qua lại có nhau. Nhớ ngày nào mình dần hơn nhau, phút ngày khờ lời nói lỡ mang đi tình yêu, trách sao để mất nhau. Rồi một ngày kia nhân ra biết ta vụng dại, người đã đến cho anh quên đi nỗi đau ngày đó. mơ chỉ để thấy em. Bao nhiêu môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây, miên man tay trong vòng tay. Một hạnh phúc sao thật bình yên quá. Nắng vẫn ấm áp gió hát đường chiều phố quen. Thương ai mong manh như xưa giờ lại vẫn vương. Xinh dưng đôi tim ngân lên ngực ngừng khúc ca tình đắm say. Chẳng người nào thấu, em đã chọn cất sâu vào tâm trí. Lúc anh quay mặt đi khi tình yêu tan dần, mà chẳng cần chút phân vân. Đã có biết bao nhiêu người gieo thương nhớ, mà sao em lỡ thương một người vô tâm. Rồi đau đớn lặng thầm giấu đi giọt nước mắt. Nắng tắt trên đôi mi yêu buồn. Vì em thương anh hơn anh thương em, chỉ biết đành câm nín nuốt xót xa. Chuyện tình yêu hai ta sẽ đôi, em đều buồn lệ tràn khóe môi. Người ơi anh hãy nói một lời, vì em thương anh hơn anh thương khờ sao chẳng biết anh vô tình. Như lòng mình phải cố thứ tha, nhưng bây giờ em mới nhận ra rằng đã sai từ lúc đầu. Tràn quên môi người ơi, anh hãy nói một lời, vì em thương anh hơn anh thương em say khờ sao chẳng biết anh vô tình. Như lòng mình phải cố thứ tha, nhưng bây giờ em mới nhận ra rằng đã sai từ lúc đầu. Dừng lại đây thôi, em đã quá mệt rồi, chẳng thể ngỡ mong chờ anh thay đổi. Dừng lại đây thôi, em gục ngã mất rồi, chẳng còn gì nữa anh hãy. Vì em thương anh hơn anh thương em, chỉ biết anh cầm nên nút bao xót xa. Chuyện tình yêu hai ta dễ đôi, em đâu buồn lệ tràn quá môi. Người ơi anh hãy nói một lời, vì em thương anh hơn anh thương em. Em say khờ sao chẳng biết anh vô tình. Như lòng mình phải cố thứ tha, nhưng bây giờ em mới nhận ra rằng đã sai từ lúc đầu, rằng đã sai từ lúc đầu. Quý vị thân mến, vừa rồi là Đã Sai Từ Lúc Đầu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Đây cũng chính là một nhạc sĩ trẻ mà em cũng rất là yêu thích những cái sáng tác của bạn ấy. Thực sự phải nói là bài nào của Cường em thấy cũng đông đầy cảm xúc lắm. Mà giống như chị á, gia đình hạnh phúc lắm chị, con cái thì đều về, vậy mà viết bài nào cũng lụy tim hết trơn. Lụy tim không? Đó là điểm tương đồng phải không? Đúng. Yeah. Người ta hạnh phúc là bởi vì người ta đã từng trải qua rất nhiều, và cuối cùng thì người ta hiểu được cái tình yêu đó là như thế nào và người ta trân trọng nó. Yeah. Vì thế người ta mới tìm được hạnh phúc. Ừ. Vì khi người ta trân trọng thì người ta hiểu được những nỗi đau người khác. Đồng ý. Thế hôm nay có một cái lý do gì mà chị lựa chọn Đã Sai Từ Lúc Đầu để trình bày không? Thực sự chị cũng muốn chia sẻ với những cô gái, những người phụ nữ mà yêu không lối thoát, tức là mình biết là sai, mình biết là mình không có thể níu kéo được, nhưng vẫn cứ Vậy là đúng cái từ khóa này rồi, yêu bất chấp. Yêu bất chấp. Yêu bất chấp. Và chìm đắm trong sự đau khổ đó, thì chị muốn cái bài hát này giúp cho những ai đó mà có cái tâm trạng như thế thì có thể nghe nó và hãy khóc thật nhiều đi. Yeah. Khóc thật nhiều để mà vơi đi cái nỗi đau đó. Yeah. Em thấy là chị rất là tinh tế luôn. Tại vì thật sự trong cuộc sống bản thân em trải qua những cái câu chuyện của những người bạn xung quanh của em, cũng có những người yêu bất chấp như vậy chị. Biết là đó là sai người đó, nhưng họ vẫn lao đầu vào yêu và họ cố chấp để giữ cái câu chuyện tình yêu đó. Đấy. Cho tới cuối cùng. Thì ngày hôm nay chị đã làm được cái chuyện đó rồi đó. Là chị hiểu được cái tiếng lòng của tất cả quý vị khán giả của mình ở nhiều góc khác nhau ở trong tình yêu. Hay quá. Thế thì bây giờ phải kết lại, tuyệt vời hơn nữa nha. Cùng kết rồi. Trải qua hồi nãy giờ là 5 bài hát hoàn trầm rồi đó, và 5 câu chuyện hoàn toàn khác nhau rồi. Thì bây giờ sao? Chị phải lựa một bài nào đó để một cái kết phải bùng nổ hơn. Nếu mà mình đã khóc thật nhiều, mình đã yêu thật nhiều, mình đã làm hết tất cả để có thể níu kéo người ấy ở lại, để có thể thay đổi những cái chuyện không vui xảy ra mà vẫn không níu được, thì mình tiễn ta đi luôn đi em. Ồ dạ. Là cuối cùng là mình tiễn người ta đi luôn. À, vậy là yêu cầu của tôi là được chấp thuận. Vừa có một sự bùng nổ, nổ là có pháo. Bài hát mang tên chị đã từng nói với em rằng là chị yêu rất nhiều, dạ. thương rất nhiều, nhưng một khi đã không thể giải quyết được nữa thì mình nên tiễn em lên đường. Nó vui như vậy thôi, nhưng mà mình tin là cái bài hát cuối cùng này cũng là một cái kết rất là đẹp trong tình yêu. Bài hát được mang tựa đề Tiếng Pháo Tiễn Người. Quý vị thân mến, trước khi đến với ca khúc cuối cùng ngày hôm nay thì Minh Xù cũng xin được gửi lời cảm ơn đến với ca sĩ Minh Tuyết rất là nhiều. Tại sao Minh Xù phải cảm ơn? Bởi vì Minh Xù đại diện cho khán giả của chị là những người đã yêu quý chị rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay tụi em cảm thấy rất là bất ngờ với cái series này. Chị đã làm những cái ca khúc mà cho dù ở cái thời điểm nào, giai đoạn nào, hoặc là mới trong thời điểm hiện tại, nó đều có một cái linh hồn của Minh Tuyết và nó gì đó rất là mới mẻ luôn. Và hy vọng rằng quý vị cũng sẽ yêu thương ca sĩ Minh Tuyết thật là nhiều cùng với cái series này quý vị nhé. Chuyện của Tuyết, đừng quên nhé, Chuyện của Tuyết và kênh YouTube official là Minh Tuyết Official. Rất là dễ thương. Quý vị nhớ đăng ký, subscribe kênh YouTube này để mà Minh Tuyết có thể tiếp tục kể những câu chuyện âm nhạc cũng như Chuyện của Tuyết vào những phần sau nhé. Đó chính là sự hứa hẹn vào tập tiếp theo của Chuyện của Tuyết. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc cuối cùng khép lại tập 2 của Chuyện của Tuyết mang tên gọi Tiếng Pháo Tiễn Người. Mắt trong ngăn đẹp như giữa ánh trăng đêm rằm, mộng mơ tôi vì ướp đêm nằm. Đến giữa đời có xa vời, điều tôi muốn nói không nên lời. Ngắm anh tôi nhìn từ phía xa, xa vời. Ngày anh biết nhớ thương một người là ngày tôi biết sắp xa anh rồi. Rộn vang tiếng pháo hoa ngang trời cùng anh dâng đôi. Một lần thương vạn lần đau, muốn tôi đứng phía sau không lại. Biết thương anh cùng là lúc tôi mất người. giờ thoáng trong lòng rằng anh cũng vẫn vương mơ mộng, rằng anh thương, rằng anh cũng động lòng. Tiếng anh cười mắt trong ngày giờ đây đã mãi xa tôi rồi, nhớ thương nào lại tìm đến tôi giữa đời. Ngày anh biết nhớ thương một người là ngày tôi biết sắp xa anh rồi. Rộn vang tiếng pháo hoa ngang trời cùng ai sánh đôi. Một lần thương vẫn ngất đau, buồn tôi đứng phía sau không lời. Biết thương anh cũng là lúc tôi mất người. Ngày anh biết nhớ thương một người là ngày tôi biết sắp xa anh rồi. Rộn vang tiếng pháo hoa ngang trời cùng anh sánh đôi. Một lần thương vạn lần đau, muốn tôi đứng phía sau không lại. Biết thương anh cùng là lúc tôi mất người. Có bao giờ thoáng trong lòng rằng anh cũng vẫn vương mơ mộng, rằng anh thương, rằng anh cũng động lòng. Tiếng anh cười mắt trong người giờ đây đã mãi xa tôi rồi, nhớ thương nào lại tìm đến tôi giữa đời. Nhớ thương nào lại tìm đến tôi giữa đời.